Em đang ở resort Hòn Rơm. Hòn Rơm đây, cái view của em nó rất là đẹp nha, nó là view ra biển luôn đó. View của em là cái phòng đó, là phòng lớn, nó sẽ có một cái hai góc nắng nó sẽ có hai góc thế này nè đó. Thì cái view của em là ngay hồ bơi luôn đó, mọi người đang bơi buổi chiều. Cái phòng này book rất là khó nha mọi người, phải đặt trước đó, rất là đẹp và tầng trệt luôn. Hồi gia đình mình đang tắm hồ bơi đó, nhưng mà thấy không, rất là đẹp nha mọi người. Cái phòng này mình book là 1.350.000 đây đó. Biển, cái đây mà là biển.